Thời tiết trở lạnh dễ khiến người ta buồn và hoài niệm về những điều đã cũ, thậm chí nhớ cả người yêu cũ. Vì sao vậy? Các nhà nghiên cứu đã tiến hành các thí nghiệm để quan sát mối quan hệ giữa nhiệt độ và nỗi nhớ. Mỗi thử nghiệm có một điểm khởi đầu khác nhau và cuối cùng đưa đến những kết luận khác nhau. Trong thí nghiệm đầu tiên, các nhà nghiên cứu tuyển 19 sinh viên Trung Quốc. Những sinh viên này được yêu cầu ghi lại nỗi nhớ mỗi ngày của họ trong 30 ngày tiếp theo, theo thang điểm từ 0 đến 10. Nghĩa là liệu họ có nghĩ đến người bạn cũ nào hay bỏ lỡ bất kỳ sự kiện nào trong quá khứ hay không? Vào cuối mỗi ngày, sinh viên sử dụng điện thoại di động để báo cáo xếp hạng tâm trạng của mình cho các nhà nghiên cứu. Sau đó các nhà nghiên cứu kết hợp nhiệt độ của những ngày tương ứng để xem liệu có mối liên hệ nào với nỗi nhớ của sinh viên hay không. Trong thí nghiệm thứ hai, các nhà nghiên cứu tuyển 90 sinh viên và phân ngẫu nhiên họ vào 3 phòng có nhiệt độ khác nhau. Nhiệt độ phòng là 20 độ C, 24 độ C và 28 độ C. Đầu tiên, sinh viên được yêu cầu hoàn thành một nhiệm vụ bổ sung kéo dài 5 phút, được thiết kế để xóa bỏ những suy nghĩ gây sao lãng. Sau đó, những sinh viên không bị phân tâm được yêu cầu điền vào một danh sách hoài niệm, cảm xúc về một loạt sự việc trong quá khứ. Chẳng hạn như là những con vật cưng trước đây, những bộ phim họ đã xem, những bài hát họ đã nghe, những nơi họ đã đến thăm, kết luận chung rút ra từ hai thí nghiệm này là những người ở môi trường nhiệt độ thấp có nỗi nhớ mạnh mẽ hơn khi nghĩ về những sự kiện đáng nhớ trong quá khứ chúng ta luôn nói đó là những kỷ niệm ấm áp có vẻ như ngay cả khi hoàn toàn không nhận thức được mối quan hệ giữa nỗi nhớ và nhiệt độ con người theo bản năng đã tin rằng những kỷ niệm đẹp có thể giữ ấm cho họ điều này tất yếu khiến người ta cho rằng có rất nhiều người và sự vật đã xuất hiện và xảy ra sau đó sẽ kết thúc và biến mất trên đời không có bữa tiệc vĩnh cửu nào cả. Nhưng có lẽ những khoảng thời gian mãi mãi lưu giữ trong ký ức và những người không còn có thể chạm vào sẽ ôm bạn theo cách khác khi bạn lạnh giá. Nhiệt độ của chúng vẫn còn đó nhưng chúng được tích hợp với cơ thể bạn. Bất cứ khi nào nhớ đến họ, bạn sẽ gặp nhau và trải qua ngày lạnh giá nhất trong biển người bao la và ấm áp.